Phần 4: Phần bổ sung. Cách từ chối trong bất kỳ tình huống nào. Khả năng từ chối một cách tôn trọng và khéo léo là một trong những kỹ năng quan trọng và giá trị nhất mà bạn có thể phát triển. Nhưng đôi khi sẽ khó để nói không với một số người nhất định trong cuộc sống của chúng ta. Có thể bạn không gặp khó khăn khi từ chối yêu cầu của đồng nghiệp, nhưng sẽ lập tức khuất phục khi có người thân nhờ giúp đỡ. Có thể bạn từ chối được hàng xóm mà không cảm thấy ấy nấy chút nào, nhưng lại vô cùng khó khăn khi từ chối bạn bè. Hoặc có thể bạn có xu hướng giúp đỡ khách hàng của mình hơn. Có thể đó là sếp của bạn, hoặc có thể là một người lạ mà bạn thấy buộc phải giúp đỡ. Phần này sẽ phân tích những tương tác này và hơn thế nữa, sẽ dạy bạn cách từ chối khi điều đó là lựa chọn thích hợp nhất cho bạn. Cách từ chối gia đình mở rộng của bạn các thành viên trong gia đình mở rộng có thể là những nhà đàm phán cứng đầu khi họ muốn gì đó từ bạn như là thời gian, công sức, tiền bạc vân vân. Họ thường sẵn sàng làm đủ mọi cách để khiến bạn khuất phục. Tôi dám cá là bạn có thể nghĩ ra ít nhất một người họ hàng vô cùng dễ dẫn và sẵn sàng dùng đến sự thao túng cảm xúc và bắt nạt để đạt mục tiêu của mình. Từ chối gia đình mở rộng có thể khiến bạn không thoải mái. Họ kỳ vọng vào bạn nhiều hơn là đồng nghiệp, bạn bè hay hàng xóm họ muốn bạn phải ngừng việc đang làm để giúp họ kỳ vọng này xuất phát từ nhiều năm huấn luyện hãy nghĩ đến một người em họ cô chú hoặc ông bà người không chấp nhận lời từ chối cô ấy kiên quyết khi bạn từ chối cô ấy phản ứng bằng sự tức giận cô ấy khiến bạn cảm thấy áy náy với tình cảnh của cô ấy bạn có thể hình dung ra người này không bây giờ hãy nghĩ xem bạn đã bao giờ khuất phục trước cô ấy hay anh ấy chưa bạn đã từng từ chối lúc đầu nhưng cuối cùng lại bị khuất phục do chán nản chưa? Bạn có thường xuyên làm như vậy khi được anh ta hay cô ấy yêu cầu làm điều gì đó? Nếu có, vậy chính bạn đã huấn luyện cho thành viên này của gia đình cách làm bạn nản trí. Cô ấy biết cuối cùng là bạn cũng sẽ đồng ý nếu cứ tiếp tục kiên quyết. Cô ấy biết bạn sẽ khuất phục nếu có thể khiến bạn cảm thấy tồi tệ về việc từ chối mình. Giải pháp là tạo ra những kỳ vọng mới. Bạn phải tạo ra ranh giới mà người thân kỳ vọng sẽ có có một phương pháp là tạo ra những quy tắc về những việc bạn sẵn sàng giúp và những việc bạn không sẵn sàng giúp ví dụ em họ bạn có thường xuyên nhờ bạn chạy việc vặt hay không nếu có thì hãy tạo ra quy tắc không việc vặt chú bạn có thường xuyên nhờ bạn sửa xe không nếu có hãy tạo ra quy tắc không sửa xe một thủ thuật khác là tạo ra những quy tắc về thời điểm bạn giúp đỡ ví dụ hãy công bố rằng bạn sẽ có thể giúp đỡ người thân vào chiều thứ bảy hàng tuần. Thời gian còn lại trong tuần là dành cho bạn, vợ chồng và con cái. Bạn cũng có thể buộc những người thân dai dẫn và thao túng để lại tin nhắn. Ví dụ, khi họ gọi bạn để nhờ vả, hãy để cuộc gọi đó vào thư thoại. Khi họ gửi email cho bạn, hãy chờ một thời gian trước khi trả lời. Khi họ nhắn tin bạn, hãy cưỡng lại ý muốn trả lời ngay lập tức. Thủ thuật này sẽ làm nản trí những yêu cầu cấp thiết Ví dụ, nếu em họ biết rằng sẽ mất vài ngày để bạn trả lời điện thoại hay email, anh ta sẽ ít có khả năng tìm đến bạn với những yêu cầu đòi hỏi hành động ngay. Những biện pháp này được thiết kế để tái khởi động những kỳ vọng của gia đình đối với bạn. Người thân của bạn lúc đầu có thể thấy bị xúc phạm, họ thậm chí là có thể có biểu hiện thù địch. Nhưng với thời gian và sự nhất quán, họ sẽ biết được rằng bạn không phải là người dễ khuất phục mà họ vẫn từng kỳ vọng cách từ chối bạn đời. Nếu bạn thường xuyên đồng ý với bạn đời hay người yêu, việc từ chối có thể sẽ giống như đón rén đi qua bãi mìn. Từ chối một yêu cầu có thể dẫn đến xung đột và nếu hai người không kiểm soát, có thể nhanh chóng vượt tầm kiểm soát. Là người trưởng thành trong một mối quan hệ yêu thương, chúng ta học được từ kinh nghiệm rằng việc đồng ý theo nhiều cách là sự thể hiện tình yêu, lòng tin và chấp nhận người yêu cầu. Nhưng điều đó có nghĩa là bạn phải luôn luôn đồng ý hay không? Vì bạn đã đọc đến tận phần này của nghệ thuật từ chối, có lẽ bạn đã biết câu trả lời của tôi. Từ chối nửa kia của mình không chỉ là cần thiết trong một số trường hợp mà còn có thể tăng thêm giá trị cho mối quan hệ của chúng ta. Hãy để tôi giải thích nhé. Một trong những điều kiện tiên quyết của một mối quan hệ lành mạnh, cho dù đó là quan hệ giữa bạn bè, đồng nghiệp hay người thân, là sự tồn tại của những ranh giới rõ ràng nhiều người cho rằng ranh giới cá nhân là cách để tạo khoảng cách với người khác điều đó cũng hợp lý nhưng ranh giới có giá trị lớn hơn trong bối cảnh quan hệ của bạn với bạn đời hay người yêu ranh giới giúp ta hiểu người mình yêu thương rõ hơn chúng khuyến khích ta nhìn bạn đời và người yêu như những cá nhân đặc biệt với những cảm xúc đam mê và sở thích đặc biệt chúng giúp ta phát hiện ra nhu cầu của người kia dễ dàng hơn để làm được điều đó chúng ngăn ta sử dụng sự ấy nấy hay thao túng để đạt điều ta muốn. Khái niệm về ranh giới cá nhân vận hành theo cả hai chiều. Khi bạn tạo ra ranh giới với nửa kia của mình, bạn truyền đạt được tính cách cá nhân, những điều bạn không thích, ý kiến và niềm tin của mình. Việc duy trì những ranh giới đó, tức là làm theo niềm tin của bạn, sẽ tạo ra sự tôn trọng. Sự tôn trọng sẽ làm giảm nhu cầu sử dụng cách bắt nạt hay thao túng cảm xúc khi bạn từ chối, bạn đời hay người yêu của bạn sẽ không nghĩ phản ứng của bạn là vô cớ. Anh ấy hay cô ấy sẽ có xu hướng cho rằng quyết định của bạn là có lý do tốt và sẽ chấp nhận nó. Vì những lý do trên, bước đầu tiên để học cách từ chối bạn đời là xác định được những điều bạn không thích, những ý kiến và niềm tin của bạn. Sau đó, hãy xác định ranh giới để thể hiện điều đó. Ví dụ, chẳng hạn bạn không thích phải làm việc với xe cộ, hãy tạo ranh giới để nhấn mạnh sự né tránh đó. Bây giờ, giả sử bạn đời nhờ bạn kiểm tra xe của cô ấy vì nó phát ra tiếng lạ, bạn có thể đáp lại, Em biết đấy, anh ghét phải kiểm tra xe lắm, nhưng anh sẵn sàng mang nó đến xưởng cho em. Hoặc giả dụ bạn không thích những buổi ca nhạc ồn ào náo động, nó khiến bạn đau tai và lo lắng cho sự an toàn của mình. Giả sử bạn đời rủ bạn đi cùng anh ấy tới một buổi tiệc heavy metal, bạn có thể đáp, Cảm ơn anh đã rủ em, nhưng mà em không muốn đi. Em không thích loại hòa nhạc đó. Từ chối bạn đời hay người yêu trong những tình huống mà bạn thực sự không muốn tham gia khiến bạn trở nên rất mạnh mẽ. Hơn nữa, khi bạn làm theo niềm tin của mình thì sẽ củng cố được sự gắn kết, tôn trọng giữa hai người. Cách từ chối con bạn Rất khó để từ chối trẻ em. Là cha mẹ, bạn muốn chúng được vui và cảm thấy đủ đầy. Bạn cũng muốn cho chúng cơ hội được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Vì vậy, cuối cùng bạn đồng ý với chúng nhiều hơn cần thiết. Áp lực từ bên ngoài cũng đóng vai trò nhất định. Chúng ta không muốn bạn bè và gia đình nghĩ rằng chúng ta quá khắc khe. Và ở nơi công cộng, chúng ta không muốn người ngoài và người qua đường nghĩ rằng mình là kẻ độc tài không khoan nhượng. Vì thế chúng ta đồng ý khi lẽ ra phải từ chối. Trong khi đó trẻ em nhanh chóng biết được nó có thể làm được những gì. Trực Giác của chúng mách bảo rằng chỉ cần thao túng cảm xúc vừa đủ, áp dụng vào đúng thời điểm là có thể biến không thành có. Một số đứa trẻ học cách sử dụng điều đó theo cách có lợi cho mình. Dưới đây là một ví dụ. Trẻ con: Tối nay con ngủ ở nhà Sara được không ạ? À? Cha mẹ: Không. Trẻ con: Bố mẹ chẳng bao giờ cho con làm gì vui cả, có lúc bố mẹ làm con giận đến mức muốn la hét. Cha mẹ: Thôi được rồi, đừng lên cơn, con có thể ngủ lại nhà Sara. Việc bạn khuất phục sẽ dạy cho đứa bé rằng khi bạn từ chối, đó không phải là lời cuối, nó có thể thuyết phục để bạn đổi ý và một khi khả năng đó tồn tại, bạn hãy kỳ vọng rằng con bạn sẽ kiên định và tính toán để làm được điều đó. Từ chối trẻ con đồng nghĩa với việc đặt ra những ranh giới rõ ràng. Bạn cần nói rõ những điều bạn cho phép chúng làm và những điều bạn không cho phép chúng làm và đặt ra những kỳ vọng một cách tương ứng trẻ em có xu hướng thử thách sự nghiêm minh của các quy tắc của cha mẹ cho đến khi chúng học được điều ngược lại câu nói không có thể được hiểu là có thể chúng cho rằng có khả năng bố mẹ sẽ bị khuất phục nếu bạn muốn khẳng định quyền làm cha mẹ của mình và khiến con chấp nhận quyết định của bạn thì bạn cần phải chấp nhận khiến chúng thất vọng mục tiêu của chúng thường sẽ mâu thuẫn với bạn mấu chốt là cần dạy chúng rằng bạn sẽ giữ lập trường một khi đã đưa ra quyết định không vẫn sẽ là không, cho dù chúng có sử dụng thủ thuật gì để khiến bạn đổi ý. Đàm phán từ không từ sớm Nhiều bậc cha mẹ bị kẹt trong cái bẫy đàm phán. Một số loại đàm phán rất công bằng và đáng để cân nhắc. Ví dụ, một đứa trẻ có thể hỏi, nếu con làm xong việc nhà, làm xong bài tập và dắt chó xong, thì con có được sang nhà xa ra ngủ không? Chiến thuật đàm phán này cho thấy đứa trẻ hiểu được tác động tích cực của việc hoàn thành trách nhiệm. Những loại đàm phán khác không công bằng và cần phải gạt bỏ ngay. Ví dụ, đứa trẻ kia có thể nói, nếu bố mẹ không cho con sang nhà xa ra ngủ, con sẽ không làm việc nhà đâu. Đây chẳng qua là một lời đe dọa. Nếu bạn sẵn sàng đàm phán thì bạn nên chỉ chấp nhận những chàng xếp tích cực. Ví dụ, việc đồng ý để con ngủ qua đêm ở nhà bạn nếu nó làm xong việc nhà và bài tập cũng như là các nghĩa vụ khác là một cách tiếp cận tích cực nó giúp hình thành sự chính trực và nhân cách tốt đồng thời loại bỏ tính bốc đồng mặt khác việc khuất phục trước những đe dọa vô lý của con sẽ làm hỏng quyền làm cha mẹ của bạn chắc chắn nó sẽ khiến việc từ chối chúng trở nên khó khăn hơn trong tương lai nói tóm lại từ chối con bạn đồng nghĩa với việc đặt ra kỳ vọng và giữ vững lập trường của bạn một khi con bạn nhận ra rằng không thực sự có nghĩa là không bạn sẽ ít gặp phải những hành vi thao túng hơn cách từ chối bạn bè. Bạn bè sẽ giúp đỡ nhau. Trên thực tế, bạn bè kỳ vọng vào sự giúp đỡ của nhau. Vì vậy, rất khó để từ chối yêu cầu của một người bạn. Làm như vậy có thể sẽ không chỉ dẫn đến sự thất vọng, nó có thể thực sự khiến tình bạn bị đàn nứt. Một lần nữa, vấn đề ở đây là sự kỳ vọng. Nếu một người bạn kỳ vọng bạn đồng ý, thì khi nghe lời từ chối sẽ rất khó chấp nhận trong một số trường hợp sự kỳ vọng có thể in sâu trong tâm trí người bạn đến mức hoàn cảnh của bạn sẽ chẳng có ý nghĩa gì người bạn kia sẽ gần như tập trung hoàn toàn vào việc bạn từ chối giúp đỡ đây là ví dụ về diễn biến của cuộc hội thoại như vậy người bạn này chiều nay cậu đưa tôi ra sân bay được không bạn không hôm nay tôi không có thời gian người bạn bực bội thật á nếu là tôi thì tôi sẽ giúp cậu bạn Con tôi sẽ sẵn lòng giúp nếu có thời gian Nhưng hôm nay thì không được Người bạn giận dữ Cậu thô lỗ quá đấy Lần sau cần gì thì đừng tìm đến tôi Việc không đạt kỳ vọng của người bạn Có thể làm xói mòn tình bạn Nó có thể làm mất niềm tin Và sự thân thiết giữa bạn và người đó Và khiến những cuộc nói chuyện sau này Trở nên căng thẳng Hay thậm chí là thù hằn Vậy, làm cách nào để bạn từ chối bạn bè mà không xúc phạm họ? Làm sao để bạn từ chối họ mà không gây tổn thương khó hàn gắn cho tình bạn của mình? Đầu tiên, cần nhận thức rằng bạn cần dành thời gian cho trách nhiệm và mối quan tâm của bạn vì chính bạn. Không ai khác tôn trọng thời gian của bạn hơn là bạn. Vì vậy, bạn cần kiên định, tự nhủ rằng đồng ý làm một việc sẽ đồng nghĩa với từ chối làm việc khác. Là một người bạn tốt không đòi hỏi bạn phải đặt ưu tiên của người bạn lên trên ưu tiên của bản thân. Thứ hai, Đừng đợi đến khi chán nản với bạn bè rồi mới từ chối. Đừng đồng ý với hết yêu cầu này đến yêu cầu khác rồi trở nên ngày càng cay đắng và bực bội vì bị lạm dụng, rồi cuối cùng hét lên không trong cơn giận dữ. Thứ ba, hãy tự nhủ rằng sự buồn bã và tức giận của bạn bè khi nghe bạn từ chối không phải là vấn đề của bạn. Chừng nào bạn từ chối một cách nhã nhặn chân thành và tôn trọng thì bạn đã hoàn thành phần việc của mình. Thứ tư, hãy bắt đầu đặt ra các ranh giới nếu bạn có một người bạn thường xuyên phản ứng tiêu cực khi bạn từ chối thì hãy gọi họ ra một bên để trao đổi về vấn đề đó hãy cho họ biết về cảm xúc giới hạn và niềm tin cá nhân của bạn hãy thành thật với người đó hãy giải thích vì sao chăm lo cho nhu cầu của người khác trước nhu cầu của bản thân đặc biệt là với khối lượng công việc và trách nhiệm cá nhân của bạn là vô cùng mệt mỏi và chán nản một người bạn thực sự sẽ thông cảm cho hoàn cảnh của bạn và tôn trọng ranh giới của bạn. Hãy khuyến khích bạn bè tìm đến bạn trong tương lai khi họ cần sự giúp đỡ. Rốt cục, giúp đỡ bạn bè sẽ tăng cường lòng tin và sự hữu hảo giữa hai người. Giúp đỡ bạn bè trong lúc khó là điều rất đáng trân trọng. Nhưng hãy làm rõ là bạn không thể lúc nào cũng đồng ý. Sẽ có những lúc bạn buộc phải từ chối. Nhưng khi ấy thì luôn là vì một lý do chính đáng lý do mà bạn bè hiểu và tôn trọng. Cách từ chối hàng xóm Hàng xóm là một thử thách đặc biệt. Họ không phải gia đình, vì vậy bạn khó có cảm giác gắn kết lâu dài với họ. Tuy nhiên bạn sống gần họ và có thể sẽ thường xuyên gặp họ, không thậm chí là hàng ngày. Điều cuối cùng bạn muốn là để cho mọi thứ trở nên không thoải mái giữa bạn và họ. Một người hay làm vừa lòng người khác cần phải làm gì, đặc biệt là khi hàng xóm hay hối thúc và đòi hỏi. Tôi từng nghe những câu chuyện rùng rợn về những người xông vào gara của hàng xóm mà không được mời để mượn đồ. Một số người thậm chí còn cả gan xông thẳng vào nhà hàng xóm. Em trai tôi có một người hàng xóm thường xuyên đến gõ cửa nhà cho đến khi được mở cửa. Anh ta đôi khi đứng chờ đến tận 20 phút hoặc hơn. Tệ hơn nữa là anh ta nhìn qua khe đưa thư để xem gia đình em tôi có ở nhà hay không và thậm chí là còn vặn nắm đấm cửa để vào nhà nếu không khóa. Hy vọng là bạn không phải đối phó với kiểu hàng xóm đó, nhưng kể cả những người xâm phạm ở mức độ thấp hơn, bạn vẫn cần đặt ra ranh giới rõ ràng. Những ranh giới đó sẽ giúp bạn từ chối dễ dàng hơn khi yêu cầu của hàng xóm không phù hợp với bạn và quan trọng hơn, bạn sẽ có thể từ chối mà không gây hại tới quan hệ hàng xóm vì ranh giới đã được thiết lập từ đầu. Ví dụ, khi bạn làm việc tại nhà, kết quả là một số người hàng xóm, những người đi làm cả ngày, nhờ bạn trong thú nuôi cho chúng ăn và dắt chúng đi dạo. Hiển nhiên, điều này khiến bạn thấy không thoải mái. Bạn thấy bị lạm dụng, đặc biệt là vì làm việc ở nhà không có nghĩa là bạn có nhiều thời gian rảnh hơn. Vì vậy, bạn quyết định đặt ra ranh giới. Mỗi khi hàng xóm nhờ bạn chăm sóc thú nuôi, bạn giải thích rằng bạn không muốn làm việc ấy nữa. Với thời gian, người ta sẽ bàn tán là bạn không chịu chăm sóc thú nuôi cho hàng xóm, những người hàng xóm biết nghĩ sẽ tôn trọng quyết định của bạn. Bây giờ, giả sử một trong những người hàng xóm đi sang nhà bạn và nói rằng anh ta sẽ đi du lịch cả tuần. Anh ta nhờ bạn cho chó của anh ta ăn và dắt nó đi dạo vài lần mỗi ngày. Bạn có thể đáp lại bằng cách nói Jack, anh biết tôi không chăm lo cho thú nuôi nhà người khác nữa mà. Tôi quyết định như vậy là để có thể tập trung cho những dự án của tôi. Jack có thể sẽ phật ý. Anh ta có thể trở nên thù hằn thậm chí là mắng chửi bạn. Nhưng nên nhớ rằng, phản ứng tiêu cực trước việc bạn từ chối giúp đỡ không liên quan gì đến bạn. Trong trường hợp này, nó phản ánh những kỳ vọng bất hợp lý của Jack. Từ chối hàng xóm có thể trở nên bất tiện nếu trước đó bạn chưa từng làm như vậy. Điều đó cũng dễ hiểu. Đốt cục, bạn không muốn xúc phạm hàng xóm bằng cách từ chối họ. Nhưng đồng thời, bạn không nên cảm thấy ấy nấy khi đặt ưu tiên của mình lên trên ưu tiên của họ bạn làm chủ thời gian năng lượng tiền bạc và công sức của mình bạn cần sử dụng những nguồn lực có hạn đó một cách hợp lý để chăm sóc bản thân và những người phụ thuộc vào bạn bạn là người duy nhất có thể dựa vào để làm điều đó hãy chủ động đặt ra ranh giới với hàng xóm sau đó hãy kiên định với nó một cách nhã nhặn và lịch sự theo thời gian bạn sẽ trở nên ngày càng thoải mái với việc từ chối điều này giúp điều chỉnh kỳ vọng của hàng xóm phù hợp với niềm tin của bạn cách từ chối đồng nghiệp. Nên làm việc đôi khi có thể trở thành một chiến trường với những lợi ích và mục tiêu xung đột lẫn nhau. Bạn sẽ không tránh khỏi việc bị đồng nghiệp tiếp cận để nhờ giúp làm một loạt công việc và dự án cưng của họ. Vấn đề là bạn có những trách nhiệm công việc riêng của mình cũng như thời gian và năng lượng có hạn để xử lý chúng. Trong môi trường đó, bạn cần học được cách từ chối một cách quả quyết. Bạn sẽ thấy rằng đa số các chiến lược nêu trong phần 3 10 chiến lược từ chối để không cảm thấy như một kẻ xấu đều đặc biệt hiệu quả ở nơi làm việc. Ví dụ, đề nghị người yêu cầu quay lại vào lúc khác. Chiến lược thứ 6 là cách tốt nhất để hạn chế mức cấp thiết của một lời yêu cầu. Giới thiệu những đồng nghiệp khác hiểu biết và phù hợp hơn bạn. Chiến lược thứ 9 sẽ có lợi cho cả bạn và người yêu cầu. Người yêu cầu có được nguồn lực giá trị hơn, còn bạn tiết kiệm được thời gian để tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Từ chối yêu cầu theo hạng mục Chiến lược bổ sung thứ tư là cách để bạn từ chối đồng nghiệp mà không phải tranh cãi. Cách làm này phù hợp với sự chuyên môn hóa kỹ năng ở nơi làm việc. Lưu ý rằng chúng ta dành phần lớn thời gian cho những công việc và hoạt động thuộc vào những hạng mục cụ thể. Những công việc và hoạt động này là một phần của nhóm kỹ năng chuyên môn của chúng ta, chung cải thiện năng suất của chúng ta và giúp ta giảm thiểu lỗi sai và sự lãng phí. Khi đồng nghiệp nhờ tay giúp làm các dự án nằm ngoài phạm vi của nhóm kỹ năng đó, chúng ta được phép từ chối. Quan trọng là cách bạn từ chối yêu cầu của đồng nghiệp. Đừng kiếm cớ, đừng dựng lên lý do để từ chối yêu cầu. Hãy thành thực và nhã nhặn cũng như chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Ví dụ, giả sử một người đồng nghiệp nhờ bạn giúp làm một dự án cưng của cô ấy, bạn có thể đáp lại, Cảm ơn cậu đã nhờ tôi, Sharon. Tôi trân trọng niềm tin cậu dành cho tôi, nhưng tôi không muốn phải rời khỏi các dự án của mình. Hoặc bạn cũng có thể nói, tôi không có chuyên môn trong lĩnh vực đó, vì thế sẽ không giúp được gì nhiều. Vì vậy, tôi sẽ từ chối. Bạn không cần phải xin lỗi cũng không cần né tránh, bạn chỉ cần đơn giản nêu ý định của mình càng rõ ràng càng tốt và chịu trách nhiệm cho quyết định của mình bằng cách nói tôi không hoặc tôi sẽ không thay vì nói tôi không thể. Bạn sẽ thấy rằng đồng nghiệp của bạn tôn trọng thời gian của bạn hơn nếu bạn ngừng đồng ý với mọi yêu cầu. Họ sẽ nhận ra rằng bạn nhiều khả năng sẽ giúp đỡ khi bạn có thời gian và yêu cầu của họ phù hợp với nhu cầu chuyên môn, niềm tin cá nhân và mục tiêu dài hạn của bạn. Cách từ chối sếp. Lý tưởng mà nói thì sếp sẽ là người nắm được khối lượng công việc của bạn. Ông ta hay bà ta sẽ biết bạn đang phải làm gì và biết được lượng thời gian rảnh của bạn. Vì vậy khi sếp của bạn giao làm những dự án mới hay công việc mới ông ta hay bà ta sẽ sắp xếp lại ưu tiên trong trách nhiệm của bạn dù sao thì đó là cách mọi thứ phải vận hành rất tiếc thực tế lại không trôi chảy được như vậy bạn xem tình huống sau đây có quen thuộc không bạn ngồi trong văn phòng để xử lý một loạt các đầu việc bạn cũng phải xử lý các cuộc gọi của đồng nghiệp khách hàng và đại lý khi bạn đang làm việc thì có một giọng nói trong đầu thúc ép bạn phải trả lời email và điện thoại bạn nhìn lên đồng hồ và nhận ra phải dự một cuộc họp trong vòng 15 phút tới. Đó là một trong số những cuộc họp được lên lịch cho ngày hôm đó. Bạn nghĩ thầm, làm sao mà làm hết việc nếu cả ngày cứ phải họp như vậy? Vào lúc đó, bạn nhìn vào hồng thư trên bàn, bạn hối hận vì đã làm như vậy. Dù bạn đã rất cố gắng, hồng thư vẫn ngày càng dày lên, khiến bạn cảm thấy như mình chưa xử lý được chút công việc nào. Bạn cảm thấy mức độ căng thẳng ngày càng tăng bạn có quá nhiều việc để làm và không đủ thời gian để làm hết mọi việc tệ hơn bạn không nhìn thấy ánh sáng phía cuối đường hầm khi đang ngập việc như vậy bạn nhận được email của sếp bạn tò mò và chọn mở ra đọc bà ta đề nghị bạn nhận thêm một dự án nữa bạn thở dài ngao ngán vì bạn không có thời gian cũng chẳng có sức thậm chí bạn còn suýt không có thời gian để ăn trưa nhưng làm sao để từ chối bây giờ làm sao để từ chối sếp người kiểm soát thời gian chuyên môn của bạn. Nhiều người lựa chọn nhận việc mới. Họ mỉm cười và chịu đựng vì cảm thấy không thoải mái khi phải từ chối. Họ sợ rằng sếp sẽ coi họ là người khó làm việc cùng. Điều đó có thể tác động tiêu cực đến sự nghiệp của họ. Nhưng có giá trị trong việc thể hiện giới hạn của mình. Bạn sẽ không chỉ quản lý được mức độ căng thẳng của mình, mà còn tránh được việc phải làm quá nhiều việc. Điều cuối cùng bạn muốn là nhận làm thêm dự án mới khi bạn không có thời gian. Làm như vậy chắc chắn dẫn đến sự mệt mỏi và thất bại. Tuy từ chối có thể khó khăn, thông báo tin xấu luôn khó khăn, nhưng có cách để bạn xoa dịu. Dưới đây là một số gợi ý. Thứ nhất, khi phản hồi sếp, hãy thẳng thắn liệt kê khối lượng công việc của bạn để thấy bạn không có thời gian rảnh. Hãy giải thích rằng bạn sẽ không thể làm tốt dự án mới được giao vì còn nhiều việc khác phải làm. Nếu bạn đang phải làm để kịp thời hạn thì hãy nêu cả điều đó nữa. Thứ hai, hãy đặt các câu hỏi liên quan đến dự án mới. Khi nào thì đến hạn, nội dung là gì, cần có kỹ năng gì, bạn có cần điều phối hoạt động của nhóm không? Thứ ba, hãy đề nghị sếp, sắp xếp lại ưu tiên khối lượng công việc của bạn. Hãy đề xuất khoảng thời hạn dự án bạn đang làm để bạn có thể cống hiến thời gian và sự quan tâm cho dự án mới. Thứ tư, nếu không thể sắp xếp lại những dự án và công việc hiện tại thì hãy hỏi xem liệu dự án mới có thể hoãn lại không. Ví dụ, bạn có thể nói với sếp rằng bạn sẽ có thời gian rảnh trong 5 ngày tới sau khi bạn đã hoàn thành những công việc hiện tại. Bạn có thể từ chối sếp mà không phải dùng đến từ không. Trên thực tế đó là một chiến thuật khôn ngoan vì không mang theo nó ý nghĩa tiêu cực. Điều quan trọng hơn là bạn thể hiện được giới hạn của mình và đưa ra được giải pháp thay thế để giúp sếp hoàn thành việc mà ông ta hay bà ta muốn. Cách từ chối khách hàng. Một số người là khách hàng mơ ước, họ trao đổi rõ ràng nhu cầu, đặt ra khung thời gian hợp lý để hoàn thành công việc và sẵn sàng cho phép bạn, người mà họ thuê, để làm theo tiến độ của mình. Hơn nữa, họ thanh toán hóa đơn của bạn đúng thời hạn. Nhưng cũng sẽ có những khách hàng khó làm việc. Những khách hàng này đòi hỏi bạn đạt những kỳ hạn không hợp lý, họ thường xuyên đòi hỏi bạn hoàn thành công việc ngoài phạm vi hợp đồng hay thỏa thuận và họ soi xét công việc của bạn đến mức bạn phát ngán khi phải làm những dự án mà họ thuê bạn làm. Chẳng mấy khó khăn khi phải từ chối nhóm khách hàng thứ hai. Từ chối dự án của những khách hàng thiếu tôn trọng hay đòi hỏi quá nhiều là vấn đề sống còn của bạn. Họ chiếm quá nhiều thời gian mà lại trả thù lao quá thấp cho những nỗ lực và gánh nặng đó nhưng kể cả những khách hàng tốt đôi khi vẫn đưa ra những yêu cầu mà bạn nên từ chối ví dụ có thể bạn không đủ nguồn lực để nhận một dự án nhất định nếu đồng ý nhận làm bạn chắc chắn sẽ thất bại hoặc có thể thời gian và công sức cần thiết là quá lớn so với mức thù lao hoặc có thể đó là dự án tốt nhưng bạn đã lên kế hoạch đi nghỉ và vì thế bị hạn chế về thời gian vấn đề là thường có lý do hợp lý để bạn từ chối khách hàng kể cả những người mà bạn muốn làm việc cùng. Nhưng điều đó vẫn có thể sẽ khó khăn. Bạn không muốn làm họ thất vọng hoặc làm tổn thương tình cảm của họ. Bạn không muốn làm tổn hại mối quan hệ đó và chắc chắn bạn không muốn mất đi khách hàng. Vậy làm thế nào để bạn từ chối khách hàng để đảm bảo họ tôn trọng quyết định của bạn? Thứ nhất, cần thừa nhận rằng từ chối một dự án của khách hàng không phải là phản ánh tiêu cực đối với dịch vụ hay sự chuyên nghiệp của bạn trái lại, nó cho thấy rằng bạn biết giới hạn của mình là gì và ý thức rõ cách mình muốn điều hành công việc. Thứ hai, hãy đưa ra lý do hợp lý để từ chối yêu cầu. Ví dụ, bạn có thể nói: "Tôi sẽ phải từ chối nhận dự án này vì tôi không có đủ nguồn lực hay kỹ năng để làm tốt cho anh." Hoặc bạn có thể giải thích: "Tháng sau tôi sẽ đi nghỉ, vì thế sẽ không có thời gian để làm việc này cho anh." Có được lý do sẽ giúp xác nhận quyết định của bạn. Một khách hàng hiểu được vì sao bạn từ chối yêu cầu, nhiều khả năng sẽ bỏ qua cho việc làm đó của bạn hơn. Thứ ba, hãy đưa ra phương án thay thế. Ví dụ, nếu vì không có thời gian khiến bạn không thể nhận dự án, hãy gợi ý thời hạn vào lúc khác. Hoặc, nếu bạn không có kỹ năng cần thiết để hoàn thành dự án, hãy giới thiệu khách hàng cho một người bạn tin tưởng và có đủ kỹ năng đó. Nếu đơn giản là bạn không hứng thú với dự án đó, hãy giới thiệu một người khác sẵn sàng làm thay bạn việc từ chối khách hàng thường chẳng lấy gì làm thú vị điều này đặc biệt đúng nếu bạn thực sự quý mến và thích làm việc cùng họ nhưng tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn việc từ chối đôi khi là lựa chọn tốt nhất chừng nào bạn trao đổi rõ ràng thành thật và tôn trọng thì bạn có thể làm điều đó mà không ảnh hưởng tới mối quan hệ thêm vào đó bạn sẽ đặt ra kỳ vọng cho khách hàng rằng thi thoảng bạn sẽ từ chối cách từ chối người lạ với một số người từ chối người lạ là việc dễ làm chúng ta không cảm thấy có mối liên hệ cá nhân với họ chúng ta cũng không cảm thấy có nghĩa vụ hay gắn kết với họ vì vậy khi phải đối mặt với yêu cầu của người lạ và cần phải từ chối thì rất dễ để ta làm điều đó với những người khác việc từ chối người lạ cũng khó khăn như khi phải từ chối bạn bè hay người thân việc phải từ chối giúp ai đó kể cả người mà họ không biết khiến họ cảm thấy áy náy nếu bạn thuộc nhóm người thứ hai và muốn biết cách từ chối người lạ mà không cảm thấy e nấy, tôi khuyên bạn làm 3 điều sau đây. Thứ nhất, hãy nghĩ đến thời điểm bắt đầu và kết thúc nghĩa vụ của bạn đối với người lạ. Sự phân tích này sẽ cần tính đến giá trị và niềm tin của bạn. Lưu ý rằng đây là vấn đề cá nhân. Chắc chắn cảm xúc của bạn sẽ khác so với người khác. Ví dụ, nhiều người cảm thấy có nghĩa vụ phải bố thí tiền cho người ăn xin. Những người khác tin rằng việc đó không đúng về đạo đức. Khả năng bạn bố thí cho ăn xin tùy thuộc vào quan điểm của bạn về vấn đề đó. Mục tiêu không phải là để uống nắng theo tiêu chuẩn của người khác. Nên nhớ rằng bạn không cần sự chấp nhận của người khác. Thay vào đó, mục tiêu là để bạn xác định được tiêu chuẩn của bạn và điều chỉnh quyết định sao cho phù hợp với tiêu chuẩn đó. Nếu bạn thấy việc bố thí cho ăn xin là sai, thì sẽ thấy việc từ chối dễ dàng hơn vì từ chối phù hợp với niềm tin của bạn. Thứ hai, Đừng ngại phải nói rằng bạn không thoải mái với yêu cầu của người lạ. Ví dụ, giả sử bạn đang ngồi nghỉ ở công viên, một người lạ tìm đến bạn và nhờ bạn trông chó cho anh ta trong vòng 30 phút để anh ta chạy việc. Bạn có thể nói, tôi không quen anh hay chó của anh, tôi không thoải mái khi trông nó vì tôi sẽ cảm thấy có trách nhiệm lỡ nó cắn ai đó. Thứ ba, hãy áp dụng chiến lược bổ sung thứ tư, từ chối theo hạng mục hãy tạo ra quy tắc để ngăn bạn tham gia vào một số hoạt động nhất định nếu người lạ nhờ bạn giúp đỡ và việc bạn đồng ý sẽ vi phạm quy tắc này hãy từ chối và nếu lý do ví dụ giả sử bạn dừng chân ở starbucks để mua tách cà phê bạn rời quán và tiến đến xe khi ấy một người lạ ngăn bạn lại anh ta nhờ bạn chở đến bến tàu việc từ chối sẽ dễ dàng nếu trước đó bạn đã quyết định từ chối tất cả những yêu cầu kiểu đó bạn có thể phản ứng như sau Tôi có quy tắc là không chở người lạ. Bạn chỉ cần làm có vậy. Nếu người lạ cố thuyết phục để bạn đồng ý, ví dụ, thôi nào, tôi là người đáng tin mà, bạn hãy nhắc lại quy tắc của mình và kiên định với quyết định đó. Những điều trên không nhằm ám chỉ rằng bạn cần tránh giúp đỡ người lạ. Thực tế làm được điều tốt cho những người bạn không quen biết sẽ mang lại cho bạn niềm vui, nhưng vì những lý do liên quan đến an toàn, niềm tin hay nguồn lực của bạn, việc từ chối thường là lựa chọn tốt hơn. Cách từ chối bản thân Ở bất kỳ thời điểm nào, chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với những cám dỗ khiến ta mất thời gian, tiền bạc, công sức và các nguồn lực khác. Những cám dỗ đó thường khiến ta sao nhãn khỏi mục tiêu của mình. Việc có thể cưỡng lại chúng, tức là nói không với bản thân, chính là mấu chốt để sống một cuộc sống lành mạnh và tích cực. Ví dụ, giả sử bạn đang cố để giảm cân, bạn đã quyết định không ăn vặt để đạt mục tiêu đó. Đồng nghiệp của bạn không ý thức được rằng bạn đã tự cấm mình ăn quà vặt, đã mang bánh donut đến cơ quan. Bạn có hai lựa chọn. Một, từ chối bản thân và kiên định với mục tiêu của mình. Hai, khuất phục trước cám dỗ và ngấu nghiến món ăn. Hoặc giả sử bạn có một loạt việc nhà phải làm và sẽ mất cả ngày để làm. Bạn phải hút bụi, quét nhà, giặt một đống quần áo, lau bếp và nhà vệ sinh. Nhưng bỗng dưng một người bạn gọi và rủ bạn qua nhà chơi. Một lần nữa, bạn có hai lựa chọn rõ ràng. Một, từ chối bản thân và kiên định với việc lau dọn nhà cửa. Hai, khuất phục trước cám dỗ và từ bỏ việc nhà. Chống lại cám dỗ là vô cùng quan trọng để giúp ta tập trung và kiên định vào mục tiêu của mình. Vấn đề là làm sao để ta làm được một cách hiệu quả. Làm sao để nói không với chính mình trong khi ta muốn khuất phục và nói có. Đây là một giải pháp mà tôi đã áp dụng được, đặt ra những tuyên bố tôi không. Những tuyên bố này là tuyên ngôn về những việc bạn quyết định không làm. Ví dụ, khi được mời ăn bánh donut, bạn có thể nói, tôi không ăn bánh donut. Nếu được mời sang nhà bạn bè chơi trong khi bạn có việc nhà phải làm, bạn có thể nói, tôi không muốn bỏ việc nhà, mai mình gặp nhau được không? Hãy nghĩ đến những cám dỗ mà bạn gặp phải và cách mà việc nói tôi không có thể giúp bạn từ chối dưới đây là một vài ví dụ cám dỗ bỏ qua việc đi tập gym hàng ngày phản ứng tôi không tôi không bỏ lỡ việc tập gym cám dỗ chi tiêu phù phiếm tốn kém phản ứng tôi không tôi không tiêu tiền một cách phù phiếm cám dỗ bàn tán chuyện về đồng nghiệp phản ứng tôi không tôi không tán chuyện cám dỗ ngồi xem netflix trong khi bạn phải làm việc phản ứng tôi không tôi không lơ là khi có việc phải làm khi bạn bị khuất phục trước cám dỗ, bạn trở thành nô lệ cho sự bốc đồng của mình. Niềm vui ngắn hạn mà nó mang lại thường phải trả bằng cái giá là sự thành công trong dài hạn. Khi bạn chống lại cám dỗ bằng những tuyên bố khẳng định "Tôi không", bạn sẽ trở thành kiến trúc sư cho một cuộc sống được xây dựng trên những ý định tích cực. Một vài suy nghĩ cuối về nghệ thuật từ chối. Cần phải lưu ý về tác động của việc đồng ý. Khi bạn đồng ý với yêu cầu của người khác, và đặt ưu tiên của họ lên trên ưu tiên của mình. Bạn đã từ bỏ quyền kiểm soát những nguồn lực quý báu, đặc biệt là thời gian của bạn. Một khi những nguồn lực này bị lãng phí, bạn không thể nào giành lại được chúng. Chúng ta thường cho rằng đa số các yêu cầu sẽ chỉ đòi hỏi một chút ít sự quan tâm của mình, nhưng nhiều khi điều đó không đúng. Một yêu cầu được hứa hẹn là sẽ chỉ mất vài phút, cuối cùng lại tốn đến nửa tiếng đồng hồ một sự nhờ vả được hứa hẹn chỉ mất một tiếng đồng hồ, cuối cùng lại làm bạn mất nửa ngày. Hơn nữa, tổng thể những yêu cầu nhỏ đó có thể trở nên rất to lớn. Việc đồng ý với nhiều người có thể sẽ dễ dàng nuốt chửng những giờ phút năng suất nhất của bạn. Trong cuốn sách Nghệ thuật từ chối, tôi đã chỉ cho bạn cách để từ chối lời yêu cầu, lời mời, nhờ vả và bất cứ thứ gì xâm phạm vào ranh giới của bạn mà không khiến bạn cảm thấy ấy nấy những chiến lược được nêu trong đây cũng sẽ giảm thiểu sự thất vọng của người yêu cầu khi phải nghe từ không nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ dễ dàng khi từ chối ít nhất là lúc ban đầu từ chối một cách tự tin cũng giống như vận dụng một nhóm cơ bắp bạn cần phải dùng nhóm cơ thì nó mới khỏe lên vì vậy tôi khuyến khích bạn sử dụng ngay các chiến lược trong nghệ thuật từ chối hãy bắt đầu một cách đơn giản với những tình huống ít rủi ro ví dụ nói với bồi bàn ở nhà hàng rằng không tôi không ăn món tráng miệng cảm ơn rồi dần dần sử dụng các chiến lược trong những tình huống rủi ro cao hơn với thời gian và sự vận dụng bạn sẽ thấy mình trở nên quả quyết hơn việc từ chối sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn học cách dựa vào niềm tin của mình thêm vào đó bạn sẽ cảm thấy rằng bạn bè gia đình đồng nghiệp và hàng xóm của bạn tôn trọng thời gian và những quyết định của bạn hơn bạn có thích cuốn sách nghệ thuật từ chối không cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc nghệ thuật từ chối tôi biết có rất nhiều cách khác để bạn sử dụng thời gian của mình tôi rất mừng vì bạn đã dành một phần thời gian đó cùng tôi nếu bạn thích cuốn nghệ thuật từ chối thì liệu có thể làm giúp tôi một việc được không bạn có thể để lại một lời bình luận ngắn cho cuốn sách trên trang web facebook vn được không chỉ một hoặc hai câu về điều gì đó bạn thích sẽ có ý nghĩa vô cùng to lớn với tôi quan trọng nhất bình luận của bạn sẽ khuyến khích người khác thử đọc cuốn sách. Nếu bạn muốn được thông báo khi những cuốn sách mới của Best Books được xuất bản và tận dụng mức giá khuyến mại, hãy nhấn nút like và đặt chế độ theo dõi trên Best Books, sách dành cho doanh nhân. Bạn đã hoàn thành cuốn sách nghệ thuật từ chối, Cách nói không mà vẫn có được sự đồng thuận của tác giả Damon Zaharias. Trên đây là những giá trị bổ ích mà Big Books, thương hiệu sách dành cho doanh nhân, muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng với những kiến thức này sẽ giúp bạn trong việc đối thoại, đồng cảm với con của mình. Chúng tôi luôn mong muốn những điều tốt đẹp, sự thành công và hạnh phúc đến với bạn và gia đình của bạn. Bisbus xin chào và hẹn gặp lại.